Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường bộ cao tốc Mỹ An Cao Lãnh giai đoạn 1. Theo đó, cao tốc Mỹ An Cao Lãnh dài gần 27 km, trong đó điểm đầu nối với cầu kênh giữa 1 của tuyến N2 thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối tại nút giao An Bình, đầu cầu Cao Lãnh thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Giai đoạn 1 dự án được đầu tư với tiêu chuẩn đường cao tốc, dẫn tốc thiết kế 100 km/h, quy mô 4 làng xe, bề rộng nền đường 17m. Dự án sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làng xe. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn này là hơn 6.200 tỷ đồng. Dự án cao tốc Mỹ An Cao Lãnh khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 1, kết nối giao thông với các trục dọc và ngang, nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án đã và đang triển khai.